Như vậy nếu như các bạn code bình thường thì chạy được tính thuế thu nhập 10%, khỏi bàn. Và ngày hôm sau bạn nào nộp assignment thuế thu nhập 10% chứng tỏ chưa coi lại bài. Đúng không? Bởi vì chưa coi phần này. Nếu như coi phần này, mình sửa ở class nào? Sửa cả ba hay là chỉ một lớp? Một lớp. Bởi vì tiếp thị mình có viết lại thuế đâu, trưởng phòng mình cũng đâu có viết, mình chỉ viết ghét thuế ở đâu, à ở nhân viên thôi. Cho nên chỗ này chúng ta sẽ tính thuế nếu như dưới 9 triệu không đóng thuế. Nhìn nha, từ 9 đến 15 triệu thuế 10%, từ 15 triệu trở lên đóng 12%. Người ta nói được tính theo lũy tiến. Lũy tiến là sao? Trong bài lab của mình có một bài tính theo lũy tiến. Lấy phần dư ra tính, chính xác. Bài đó là bài gì? Tiền điện. Ồ, giỏi quá. Như vậy chúng ta sẽ tính theo lũy tiến. Chỗ này đối với lại nhân viên thì chỗ thuế này không đơn giản tính như thế này. Mà vô đây chúng ta sẽ nếu, nếu gì? Get thu nhập sao? Nhỏ hơn 9 triệu. Triệu nghe mệt quá ha. Giờ sao? Bằng cách nào? À, constant in triệu bằng gì? 1, 1, 2, 3. Đủ triệu chưa ta? Hả? Đủ triệu chưa? 1, 2, 3. Thôi kệ, mình để vậy cũng được. Hình như mình dùng final thì phải. Ừ. Rồi, ok. Như vậy mình có là 1 triệu là TR ha. Get thu nhập. Nếu như mà thu nhập nhỏ hơn 9 triệu. 9 triệu là sao? 9. À, nhân với 1 triệu là 9 triệu. Dễ tính ha. Nếu thu nhập nhỏ hơn 9 triệu, coi thử nào. Dưới 9 triệu thì không đóng thuế, có nghĩa là return 0.0, không đóng thuế. Dưới 9 triệu không đóng thuế, mình đang nói ở đây là get thuế thu nhập mà. Thì bạn này có thu nhập dưới 9 triệu không đóng thuế, không đóng thuế có nghĩa là thuế bằng không. Được không? Rồi. Còn không, nếu nếu gì? Get thuế thu nhập. Get thu nhập làm sao? Có cần lớn hơn bằng 9 không? Chắc chắn nó lớn hơn bằng 9 rồi. Bởi vì nó mà đã nhỏ hơn 9 là nó đã nhảy lên trên rồi. Cho nên chỗ này không cần kiểm nữa. Dưới 15 triệu nhỏ hơn 15, à nhân triệu, bé hơn 15 triệu làm cái gì? Return. Return gì? Người ta nói từ 9 đến 15 thì mới tính thuế, còn dưới 9 triệu khỏi tính.
Thu nhập nhân 0,1 hả? Bây giờ get bỏ cái this cũng được, get thu nhập nhân 0,1 đúng không? Đúng không? Bởi vì người ta nói là lũy tiến. Ví dụ 12 triệu tính thuế mấy triệu? 3 triệu thôi. Vậy chỗ này phải làm gì? Ghét thu nhập làm sao? Trừ 9 triệu. Chỉ tính cái phần mà chỉ tính cái phần dư ra thôi. Trừ 9 nhân cho triệu. Cái phần này mới nhân cho 0,1. Chỉ có cái mỗi cái phần mà trên 9 triệu thì mới nhân cho 1, còn dưới 9 triệu không tính thuế. Người ta đang nói lũy tiến mà. Được chưa? Rồi. Còn không? Nếu gì? Nếu nữa không? Hết trường hợp rồi. Trên 15 triệu thì sao ta? Thì sao nhỉ? Trên 15 triệu. Ví dụ 17 triệu. Tính thuế thì sao? Vậy hả? Trừ cho 15 nhân 1,2. Rồi cái khoản từ 9 đến 15 triệu khỏi tính thuế luôn. 9 đến 15 là mấy triệu? À, 9 triệu là không tính đúng không? 10, 11, 12, 13, 14, 15 là 6 triệu. 6 triệu tính mấy phần trăm? 6 triệu này tính mấy phần trăm? 10% cộng với gì? Get thu nhập trừ mấy triệu? 15 triệu đã tính ở cái mức trước rồi, nhân mấy? 0,12. Giỏi quá. Gõ lại chạy được. Giống như bài tính tiền điện hôm trước thì hỏi tại sao trừ 50. Hôm sau phải biết tại sao chỗ này trừ 9 nhân triệu, tại sao chỗ này 6 nhân triệu nhân 0,1, tại sao là trừ 15 triệu nhân 0,12. Gõ chạy là một chuyện, giải thích một chuyện. Được không? Hiểu không? Cố gắng gõ chạy trước đi ha. Được không? Code mà không chạy thì sao? Thì mình chạy. Mình chạy đi đâu? Chạy đi hỏi chứ không đừng có ngồi đó. Code mà không chạy mình lo mình chạy. Chứ không code không chạy mình cũng cứ lo nhìn không à, không được. Bây giờ mình sẽ thử nè. Một bạn có thu nhập dưới 9 triệu, một bạn có thu nhập dưới 15 triệu và một bạn có thu nhập trên 15 triệu nha. Và chỗ này thầy sẽ mượn cái triệu này ra ngoài thầy test. Ở đây thầy khai báo một cái triệu, rồi xuống dưới lương. Bây giờ chúng ta sẽ có ba bạn đi. Nhân viên một, chúng ta sẽ khởi tạo cho bạn này NV1, họ tên đơn giản A. Lương của bạn này là dưới 9 triệu, là 8 nhân với 1 triệu, là dưới 9 chưa? 8 nhân với 1 triệu. Biết chỗ này làm sao cho nó hết lỗi không? Triệu thay vì mình gõ là in thì chỗ này là double, hết lỗi. Cực kỳ đơn giản. Được không? Rồi, tiếp. Triệu mình đổi thành double là hết lỗi. Nhân viên 2. Bỏ qua đi cũng được. Nhân viên 2.
tên là B cho nó ngắn, dễ theo dõi. Lương bao nhiêu? Các bạn thích bạn B này mấy triệu? 13 hoặc là 9 triệu đi, đúng 9 triệu luôn. Xem tự tính bao nhiêu. Nhân viên 2. Rồi bạn tiếp theo là bạn Tiếp Thị. Tiếp thị 1 đi ha. Tiếp thị 1 mã nhân viên TT1 tên là C. Lương bạn này mấy? Mình cố tình để trên 15. Như vậy lương là 10 triệu cộng với doanh số 2 triệu cộng với huê hồng 2 triệu. Trên 15 chưa? Chưa. Mới 14 à. Mình thêm TR vô cái thấy tự nhiên nó dễ ha. Nó gọn gàng, dễ nhìn. Tiếp. Ví dụ mình có trưởng phòng TB bằng nếu trưởng phòng. Trưởng phòng này mã nhân viên TP1, họ tên D, lương nhiêu? Trưởng phòng giàu giàu tí, trên 15 triệu, lương 16 triệu, cộng với trách nhiệm 2 triệu nữa, 3 triệu nữa. Được chưa? Bây giờ mình sẽ kiểm cái gì, làm sao để cho nó dễ dễ thấy nè. Bây giờ bạn tiếp thị, rồi cứ in ra đi rồi tính. Nhân viên 1 chấm xuất, nhân viên 2 chấm xuất, tiếp thị 1 chấm xuất, trưởng phòng chấm xuất. Ok, kiểm tra thông tin, chạy nào. Nhân viên thu nhập 8 triệu, thuế 0. Nhân viên 2 thu nhập 9 triệu, thuế 0. Chính là phải có. Sai. Tại sao? Chính trừ chính bằng không. Vậy làm sao chỗ này đây? Nhân viên nó rớt vô đúng 9 triệu là mà nó bỏ luôn. Vậy nếu chỗ này mình sẽ trừ bao nhiêu là được? Hả? Rồi, nghiên cứu nha. Thầy sẽ lập thế cờ bằng 9 triệu bằng 15 triệu. Bằng 9 triệu là không tính. Bằng 15 triệu là tính thế khúc dưới. Trên 15 triệu tính khúc trên. Còn nếu như các bạn muốn đảo lại, thử suy nghĩ coi. Già rồi làm biến suy nghĩ, ghi vậy đi cho chắc. Được không? Đúng không? Thầy chỉ nói là già rồi, hết ai chửi. Rồi, tự suy nghĩ đi. Rồi. Chạy. Hai bạn này không. Đúng rồi.
Và cái này nó liên quan đến môn kiểm thử nha. Những bạn mà kiểm thử mà xem đúng cái clip này về suy nghĩ giùm cho thầy. Thầy đang nhắc mấy bạn kiểm thử này, thầy đang dạy mấy bạn kiểm thử. Mấy bạn kiểm thử sẽ xem được cái video này. Và vấn đề là một cái bài toán cực kỳ đơn giản đúng không? Nhìn thì vậy đó, nhưng mà tester không phải đơn giản đâu. Muốn ăn tiền của người ta không đơn giản. Rồi bạn này, thứ nhất, đây tester cũng là một vấn đề cần phải quan tâm nè. Bạn này mấy triệu? Lương của chúng ta nhập vô cho bạn C này chỉ có 10 triệu thôi mà đã không xuất được rồi. Căng không? Căng à? Chỗ này bạn muốn xuất được bạn phải ép kiểu print, print ép. Mà chỗ này chúng ta toàn dịch dùng to string kẹp nó vô không à, đâu có riêng ép được. Lại một vấn đề suy nghĩ tiếp theo. Rồi, như vậy chỗ này thuế 500.000, thuế 10% mà 500.000 là 15 triệu, có gì đó sai sai. Có gì sai không? 10 triệu, 10 triệu cộng với thu nhập 2 triệu cộng này 2 triệu là 14 triệu. 14 trừ 9 5. Được không? Rồi, đúng. Chỗ này nhân viên thuế 1.080.000, 16 triệu, 19 triệu. Rồi tạm gọi là đúng, về nhà tự tính lại thử coi. Nói chung là công thức của chúng ta thì các bạn phải suy nghĩ chỗ này để cho nó phù hợp và nó đúng theo yêu cầu của khách hàng. Bởi vì tại sao khách hàng yêu cầu chỗ này chưa rõ ràng? Dưới 9 triệu thì ok, từ 9 đến dưới 15 triệu, thiếu chữ dưới, không, từ 15 triệu trở lên. Vậy chỗ này chưa rõ thì ok, mình làm sao cũng được. Nhưng mà nếu các bạn muốn xác định rõ ràng ra thì 9 nằm ở đâu, tính thuế hay không tính thuế. Nếu tính thuế thì viết như lúc nãy là sai. Nếu không tính thuế thì viết làm sao nó mới đúng. Đó, như vậy các bạn về suy nghĩ chỗ này. Còn nếu mà không suy nghĩ tới thì viết như vậy là ok. Tức là mình biết cách để mà khai thác Java. Còn cái chuyện về nghiệp vụ ở chỗ này không quan trọng. Được không? Chỗ này gọi là nghiệp vụ. Bài toán này nó liên quan đến nghiệp vụ chỗ này. Các bạn chỉ cần cho thầy biết là các bạn có dùng if chỗ này để tính thuế, và thầy chỉ cần nhìn cái công thức của các bạn thôi. Thầy không cần đi soi cái kết quả. Được không? Còn sau này bạn nào mà xem video lại nói thầy tính sai thuế, thầy không bàn, thầy không cãi. Bởi vì các bạn học Java 1, các bạn không phải làm dự án, các bạn không phải là tester, thì cái chỗ này không quan tâm. Được chưa? Đang nhắc mấy bạn mà đang xem video mà lỡ mai mốt comment lại nói thầy tính sai. Ở cuối video thầy nhắc trước luôn, khỏi comment luôn. Được chưa? Rồi ok, như vậy chúng ta đã có validate rồi đó.